Kết quả điều tra xác định vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, sau khi dẫn dụ nạn nhân là chị VTT, sinh năm 1999, trú tại phường Tăng Nhơn Phú B, qua phòng trọ của mình với lý do phụ giúp dọn đồ đạc. Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó dùng vũ lực tấn công khiến chị T tử vong, đối tượng tiếp tục hiếp dâm nạn nhân đồng thời chiếm đoạt tài sản gồm trang sức và tiền mặt của nạn nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã phân tử thi thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực ven đường nội bộ khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về các tội cướp tài sản, giết người và hiếp dâm. Qua tố giác, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành điều tra và quyết định đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng, thu giữ hai máy tính sách tay, 14 điện thoại, hơn 130 triệu đồng, phong tỏa hơn 40 tài khoản ngân hàng, thu nhiều SIM điện thoại, thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Bước đầu, Công an đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng của bị hại ở Gia Lai, bắt khởi tố hai đối tượng, trong đó có một đối tượng là người nước ngoài, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu thập tàng trữ trao đổi mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo Công an tỉnh Gia Lai, với thủ đoạn giả danh là bác sĩ doanh nhân kỹ sư người nước ngoài có nhiều tài sản ngoại tệ cần tìm người giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục về Việt Nam sinh sống, và giả danh cơ quan chức năng thu tiền thuế phí, các đối tượng đã lừa đảo số tiền gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Từ ngày 15 tháng 2, hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay quốc tế phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu, hoặc giấy thông hành, hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật như thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thẻ căn cước công dân nếu Việt Nam và quốc gia liên quan ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở mới ban hành tại Thông tư 31 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay 15 tháng 2. Cụ thể, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai được thực hiện trước khai giảng năm học mới. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở không còn ghi xếp loại giỏi, khá, trung bình như quy định cũ. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo quyết định 11 vẫn áp dụng cho đến hết năm học 2023-2024. Quy định về hai lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trong một năm đối với học sinh học hết lớp 9 sẽ áp dụng trong năm học 2024-2025. Theo số liệu của văn phòng nội các Nhật Bản, tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm trong quý 4 năm 2023 của nước này là mức âm 0,4%, mức âm trong quý thứ hai liên tiếp. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế trong quý 4 năm 2023 không bao gồm thay đổi về giá là âm 0,1% so với quý 3 trước đó. Nguyên nhân chính dẫn đến nền kinh tế Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng âm được cho là do vấn đề tiêu dùng cá nhân chỉ đạt âm 0,2% so với quý 3 năm 2023. Các số liệu này cho thấy GDP của Nhật Bản thấp hơn Đức tính theo giá trị đồng đô la Mỹ. Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế, khi tính theo đồng đô la Mỹ, nền kinh tế Nhật Bản giảm từ mức 6.300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2012 xuống còn khoảng 4.200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Theo đánh giá của các chuyên gia, yếu tố chính đằng sau sự sụt giảm GDP của Nhật Bản là do những biến động trong lĩnh vực tiền tệ. Đồng Yên Nhật đã lao dốc từ mức dưới 80 yên đổi 1 đô la Mỹ xuống còn khoảng 141 yên vào năm ngoái. Đồng Yên suy yếu đang thu hẹp quy mô của nền kinh tế Nhật Bản, đồng thời khiến sức mua của người tiêu dùng đối với các loại thực phẩm và các mặt hàng khác giảm mạnh do giá cả tăng cao, doanh số bán quần áo trong mùa đông giảm. Trong khi đó, các ngành dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế Nhật Bản được cho là hoạt động không hiệu quả khi việc chi tiêu của các hộ gia đình và lĩnh vực dịch vụ giảm mạnh làm tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế vào nhu cầu bên ngoài. Ngoài ra đầu tư vốn doanh nghiệp cũng giảm 0,1% và đầu tư nhà ở giảm 1%. Cả nền kinh tế Đức lẫn Nhật Bản hiện nay đều đang phải đối mặt với thực trạng dân số già, khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, phụ thuộc vào xuất khẩu và sản xuất ô tô. Trong khi Đức phải đối mặt với nguồn cung lao động suy giảm thì xu hướng này rõ ràng hơn ở Nhật Bản, nơi dân số đã giảm liên tục kể từ năm 2010. Tình hình này dự kiến sẽ còn tồi tệ hơn do tỷ lệ sinh vẫn ở mức thấp. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, tình hình ô nhiễm không khí bắt nguồn từ nguyên nhân đốt cây trồng, ô nhiễm công nghiệp, cộng hưởng với giao thông đông đúc dẫn tới khói mù ô nhiễm bao phủ không khí thủ đô. Trang web theo dõi chất lượng không khí của Thụy Sĩ IQE cho biết, mức độ bụi mịn ở thủ đô Bangkok cao hơn 15 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, khiến Bangkok trở thành thành phố ô nhiễm thứ 8 trên thế giới vào hôm nay. Trong nỗ lực hạn chế ô nhiễm giao thông, Thống đốc Bangkok Chachat Sittipun đã yêu cầu nhân viên tại các cơ quan chính quyền thủ đô làm việc tại nhà và khuyến cáo các cơ quan khác áp dụng chế độ tương tự. Ông cũng thông báo một số khu vực trong thành phố có mức độ ô nhiễm cao và chính quyền địa phương nên chuẩn bị sẵn sàng quản lý tình hình. Trước đó, chính phủ Thái Lan đã ban hành các khoản trợ cấp cho nông dân để ngăn chặn việc đốt cây rừng, đồng thời áp dụng thuế xe điện rẻ hơn để thúc đẩy giao thông xanh nhằm giảm ô nhiễm trên quy mô rộng hơn. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, trong những ngày đầu năm mới, điều kiện khoách tán không khí kém ở khu vực Trung Nam Bộ, miền Bắc Trung Quốc Khu vực Hoàng Hoài, Giang Hán Tứ Xuyên sẽ có sương mù nhẹ đến trung bình, sương mù cục bộ nghiêm trọng. Cơ quan môi trường sinh thái thành phố Thượng Hải cho biết, đêm giao thừa năm nay bị ảnh hưởng bởi giao thông trong khu vực, cùng với việc đốt pháo hoa và pháo nổ, hàm lượng PM2.5 tăng mạnh. Thành phố này phải chịu quá trình ô nhiễm nghiêm trọng trong thời gian ngắn, kéo dài 8 tiếng đồng hồ từ trước đêm giao thừa đến sáng ngày hôm sau. Thành phố Tô Châu của tỉnh Giang Tô, Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang tiếp tục phát đi thông tin về điều kiện khuếch tán không khí sẽ tiếp tục xấu đi trong vài ngày tới. Những nơi này sẽ gặp phải thời tiết ô nhiễm nặng, thậm chí nghiêm trọng. Cơ quan môi trường sinh thái thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam cho biết, do ảnh hưởng của việc đốt pháo hoa và pháo nổ tập trung, nồng độ PM2.5 tại đây tăng mạnh vào đêm giao thừa, chất lượng không khí suy giảm đến mức nghiêm trọng. Tính đến 2 giờ chiều ngày 10 tháng 2, tình trạng ô nhiễm nặng kéo dài trong 18 tiếng đồng hồ. Thành phố này đã phải kích hoạt cảnh báo màu vàng và các biện pháp ứng phó màu vàng về thời tiết ô nhiễm nặng vào chiều cùng ngày. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, chủ nhiệm cơ quan pháp luật Thẩm Xuân Diệu cho biết, một số công dân và doanh nghiệp nước này đề xuất xem xét lại lệnh cấm toàn diện việc bán, đốt pháo hoa và pháo nổ ở một số nơi. Sau khi xem xét, cơ quan xây dựng luật đã đồng ý sửa đổi các quy định liên quan trong thời gian sớm nhất đài truyền hình trung ương trung quốc sau đó cho rằng người dân trung quốc có quyền thưởng thức việc bắn pháo hoa đồng thời đánh giá trong quá trình xây dựng sửa đổi luật và quy định về vấn đề này cần lắng nghe ý kiến của các nhóm người khác nhau để xây dựng chính sách chuyên nghiệp và khoa học hơn